chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Tư, ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay có những tin tức đáng chú ý sau. Lâm Đồng tiến hành chặn dòng và phát động phong trào thi đua xây dựng công trình đầu mối hồ chứa nước Đà Sị tại huyện Cát Tiên, với mục tiêu hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý 2 năm 2021. Ngày 26 tháng 12 này, đưa vào vận hành thử nghiệm thu phí không dừng ở trạm thu phí Liên Đầm, quốc lộ 20. An toàn thực phẩm dịp lễ Tết, nỗi lo của người tiêu dùng. Nâng cao kiến thức pháp luật an toàn giao thông học đường, một trong những giải pháp hạn chế tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh, sinh viên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025 theo hình thức truyền hình trực tuyến tại 64 điểm cầu trên toàn quốc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Lâm Đồng, tham dự có ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành và các cơ quan tư pháp. Năm 2020, toàn ngành tư pháp đã nỗ lực vượt khó hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Bộ Tư pháp đã tham mưu trình Quốc hội 17 luật. Số văn bản đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 112 văn bản, trình Chính phủ 968 văn bản quy phạm pháp luật. Các cấp tỉnh tới huyện, xã đã ban hành hơn 7.000 văn bản quy phạm pháp luật. Nhiệm kỳ 2016-2020, ngành tư pháp cả nước đã tổ chức hơn 5,3 triệu cuộc tuyên truyền pháp luật, tiến hành hòa giải hơn 700.000 vụ việc. Các cơ quan thi hành án đã thi hành xong hơn 2,8 triệu vụ việc, thu về hơn 205.000 tỷ đồng. Đối với công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước, được thực hiện ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành tư pháp, đồng thời lưu ý ngành tư pháp cần quan tâm nhiều hơn nữa đến yếu tố con người, phải xây dựng đội ngũ giỏi về pháp luật, có trách nhiệm cao đối với công việc để đóng góp tích cực hơn nữa cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm kỳ này chính phủ chuyển từ mệnh lệnh hành chính sang chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển. Do đó trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp không được để xảy ra tham nhũng và lợi ích nhóm trong quá trình hoàn thiện và xây dựng pháp luật. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Bộ Tư pháp vừa tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiếp tục giúp Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các cấp xử lý tốt các vấn đề về pháp lý trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Ngành tư pháp cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ những khó khăn tồn tại, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, từ đó đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của đất nước. Sáng nay, ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên tháng 12 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tại điểm cầu Lâm Đồng có lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành và đội ngũ báo cáo viên của tỉnh đã tham dự. Tại hội nghị, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo các chuyên đề Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo điện cho giai đoạn 2021-2025. Bộ kế hoạch đầu tư thông tin chuyên đề tổng quan tình hình kinh tế xã hội năm 2020 và phát triển kinh tế năm 2021. Theo đó, trong năm nay, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 cũng như thiên tai lũ lụt hoành hành, nhưng ngành điện lực Việt Nam vẫn đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2020, góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ngành điện lực đã vận hành hệ thống điện lưới đảm bảo thường xuyên để cung ứng đầy đủ điện năng cho thị trường, làm tốt công tác khắc phục hậu quả bão lũ để cung ứng điện kịp thời cho người dân, cũng như thực hiện hiệu quả các chính sách giảm giá điện cho khách hàng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Báo cáo tổng quan về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam trong năm 2020, đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết, trong năm qua, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, đạt được mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái nghiêm trọng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế. Cũng tại hội nghị này, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2020, trong đó ghi nhận vai trò của đội ngũ báo cáo viên từ Trung ương đến cơ sở, đã làm tốt vai trò của mình trong việc định hướng dư luận, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19,
cũng như phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương trong cả nước. Đối với định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về những thành tựu nổi bật đã đạt được trên các lĩnh vực trong năm 2020, những chủ trương chính sách định hướng phát triển trong những năm tiếp theo. Đặc biệt là việc tuyên truyền về công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Chặn dòng và phát động phong trào thi đua công trình đầu mối hồ chứa nước Đạ Sĩ tại huyện Cát Tiên. Ngày 26 tháng 12 đưa vào vận hành thử nghiệm thu phí không dừng ở Liên Đầm là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Sáng ngày 23 tháng 12 tại huyện Cát Tiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ chặn dòng và phát động phong trào thi đua công trình đầu mối hồ chứa nước Đạ Sĩ. Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện các sở ngành địa phương liên quan đã tham dự. Hồ chứa nước Đạ Sĩ do Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư được triển khai thi công trên địa bàn xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên từ năm 2017 đến năm 2021 với tổng mức đầu tư gần 550 tỷ đồng. Đến nay, công trình thực hiện khoảng 80% khối lượng đạt yêu cầu so với tiến độ, bao gồm hoàn thành cống lấy nước, đập chính với cao trình gần 165 mét, tổng khối lượng đất đắp đạt gần 1 triệu mét khối, hoàn thành thi công khoan phụt chống thấm, hoàn thành kênh, đường thi công, kênh dẫn sau cống nối hai con suối, phục vụ dẫn dòng, đắp đập và tràn xả lũ, nhà quản lý vận hành, đường điện. Hồ chứa nước Đạ Sĩ có dung tích chứa 21 triệu khối, sau khi hoàn thành sẽ cung cấp nước tưới cho 2.500 hectare đất sản xuất nông nghiệp thuộc các xã Tiên Hoàng, Gia Viễn, Nam Ninh và Mỹ Lâm, huyện Cát Tiên. Cũng tại buổi lễ, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác thi công xây dựng trên công trình hồ chứa nước Đạ Sĩ sau khi chặn dòng nhằm hoàn thành khối lượng công việc, cụ thể như làm tầng lọc máy thượng lưu, bê tông máy đập, bê tông đập mặt, bê tông tường chắn, cống lấy nước, tràn xả lũ và đào đắp hơn 334.000 mét khối đất, phấn đấu bàn giao công trình vào cuối quý 2 năm 2021. Trước đây, việc canh tác hoa hồng gần như chỉ tập trung duy nhất ở Đà Lạt. Tuy nhiên, từ năm 2015 tới nay, giống cây trồng mang lại thu nhập cao này lại đang có xu hướng dịch chuyển mạnh tới khu vực Lang Biang, huyện Lạc Dương. Nhờ khí hậu thổ nhưỡng phù hợp nên cây hoa hồng đang không ngừng được mở rộng và mang lại đời sống ấm no cho hàng trăm nông hộ tại đây. Chị Nguyễn Thị Năm từng là một trong những hộ chuyên trồng rau ở thị trấn Lạc Dương. Do thu nhập bấp bênh nên 3 năm nay chị chuyển sang trồng hoa hồng. Dù thuộc diện mới vào nghề, tuy nhiên hai sào hoa hồng vẫn mang lại cho gia đình chị mỗi tháng 50 triệu đồng tiền lãi. Nguồn thu này cao gấp 5 lần so với trồng rau. Nói chung là làm hồng thì nó nhàn hơn những hàng khác, mà thu nhập nó cũng được hơn những hàng kia. Một tháng nếu mà tính bình quân, nếu mà nó rẻ thì cũng phải được cỡ tầm 15 triệu thì một sào một tháng. Còn nếu mà đắt cũng phải được hơn 20 sào. Cũng như chị Năm, chị Nguyễn Thanh Liễu có 3 sào đất vườn dưới chân núi Lang Biang. Sau nhiều năm trồng rau đậu không đủ sống, năm 2018, chị quyết định chuyển sang trồng hoa hồng. Vừa làm vừa học hỏi kỹ thuật, đúc rút kinh nghiệm. Đến nay, vườn hoa hồng đã giúp chị Liễu đổi thay cuộc sống. Mỗi năm trừ chi phí, 3 sào hoa hồng mang lại cho gia đình chị gần 500 triệu đồng tiền lãi. Đây là điều mà có lẽ cả trong mơ chị cũng không dám nghĩ tới. Chỉ có mỗi thị trấn Lạc Dương là trồng hồng là thuận lợi nhất, vì là nó do là khí hậu mát hơn các nơi khác. Chắc chắn là mình thu nhập sẽ ổn định hơn Lagi. Tôi cũng muốn là gắn bó với cây hồng này lâu dài hơn, để có thu nhập ổn định hơn cho gia đình. Từ năm 2015 tới nay, bình quân mỗi năm có 50 hộ gia đình ở thị trấn Lạc Dương, trong đó có cả bà con đồng bào dân tộc thiểu số, chuyển đổi các loại cây trồng truyền thống như rau, đậu, cà phê sang trồng hoa hồng. Hiện toàn thị trấn Lạc Dương đã có hơn 500 hộ gia đình chuyên canh cây hoa hồng trên diện tích hơn 200 hectare. Cái điều kiện tự nhiên ở đây rất tốt, rất phù hợp với cây hoa hồng, hoa rất đẹp. Nói chung là nếu như tôi được biết thì không có nơi nào hoa đẹp như ở hoa hồng ở Lạc Dương được. Đó. Với cái sự quan tâm của huyện, có những kế hoạch chương trình để xây dựng cái thương hiệu hoa hồng Lang Biang, thì bản thân chính quyền tôi là rất vui mừng và sẵn sàng cũng phối hợp cùng các cơ quan chức năng, phòng nông nghiệp, công chung nông nghiệp để cùng bà con làm sao chúng ta sẽ xây dựng được một thương hiệu nó bền vững. Đó.
mục tiêu là chỉ là mang lại cái hiệu quả kinh tế cho bà con, mang lại thu nhập ổn định bà con. Nhận thấy tiềm năng phát triển của cây hoa hồng, hiện chính quyền huyện Lạc Dương đang xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu hoa hồng Lan Bian. Làm được điều này sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cho cây hoa hồng ở Lạc Dương, giúp người nông dân yên tâm mở rộng diện tích sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Bùi Thanh Long đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch COVID-19 với 63 tỉnh thành. Tại điểm cầu Lâm Đồng có ông Đặng Trí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành trên địa bàn tỉnh đã tham dự. Theo báo cáo của Bộ Y tế, trên thế giới đã ghi nhận trên 78 triệu ca mắc COVID-19, 1,7 triệu ca tử vong tại 220 quốc gia, vùng lãnh thổ. Nhiều nước đã phong tỏa, gia tăng các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Riêng tại Việt Nam, tính đến ngày 22 tháng 12, ghi nhận 1.414 ca mắc, trong đó có 754 ca nhập cảnh, 660 người trong nước, 35 trường hợp tử vong. Duy trì thực hiện cách ly khoảng 16.000 người. Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 20 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Cơ bản đã kiểm soát tốt dịch COVID-19. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây lan vào trong nước luôn thường trực, đặc biệt trong thời gian nghỉ lễ Tết như dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết âm lịch, nên việc đi lại, nhu cầu về nước của công dân rất lớn. Do đó, nguy cơ ghi nhận trường hợp mắc COVID luôn hiện hữu. Hội nghị cũng đã được nghe các báo cáo tham luận về hướng dẫn cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19, công tác phòng chống dịch COVID tại các cơ sở khám chữa bệnh và công tác phòng chống dịch COVID tại một số tỉnh thành v.v. Để phòng chống dịch bệnh COVID-19 tốt hơn trong thời gian tới và hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh 27 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Y tế Bùi Thanh Long đề nghị các bộ ngành từ trung ương đến địa phương tiếp tục nâng cao công tác phòng chống dịch COVID-19. Người đứng đầu các cơ quan đơn vị y tế có trách nhiệm về công tác phòng chống dịch tại đơn vị và phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức kiểm tra thực hiện nghiêm các chỉ đạo hướng dẫn về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tuyệt đối không chủ quan, không hoang mang trước mọi tình huống và tiếp tục thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế để giữ an toàn trước đại dịch COVID-19. Sáng 23 tháng 12, Công an thành phố Đà Lạt tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đại tá Lê Vinh Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và ông Trần Duy Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt đã đến dự. Trong năm 2020, Công an thành phố Đà Lạt đã tập trung lãnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trên địa bàn xảy ra 169 vụ phạm tội hình sự, giảm 9 vụ so với năm 2019, đã điều tra, khám phá 158 trên 169 vụ, đạt tỷ lệ 93,49%. Công an thành phố Đà Lạt có nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng, đặc biệt vinh dự được Bộ Công an tặng cờ dành cho đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2020. Phát biểu chỉ đạo, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt nhấn mạnh, trong năm 2021, mỗi cán bộ chiến sĩ công an thành phố Đà Lạt và công an các phường xã trên địa bàn cần chủ động thực hiện nhiều việc tốt vì nhân dân phục vụ. Các đội nghiệp vụ của Công an Đà Lạt và công an các phường xã cần tập trung các biện pháp nhằm giữ vững về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế và làm giảm tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông, chủ động giải quyết mọi tình huống ngay tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng. Dịp này, Công an thành phố Đà Lạt có 3 tập thể và 13 cá nhân vinh dự được Bộ Công an đã khen thưởng. 5 tập thể được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt khen thưởng. Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 14 tập thể và tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến cho 9 tập thể, tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 55 cá nhân là cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Đà Lạt và công an các phường xã trên địa bàn. Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT và BT quốc lộ 20 cho biết, ngày 26 tháng 12 này sẽ đưa vào vận hành thử nghiệm việc thu phí không dừng tại trạm thu phí Liên Đầm, huyện Di Linh.
Để đưa vào vận hành đúng theo tiến độ và chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ngay từ đầu tháng 11, Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT và BT Quốc lộ 20 đã phối hợp với Công ty Cổ phần Giao thông Việt Nam và các đơn vị liên quan khởi công cải tạo hạ tầng, lắp đặt các hạng mục như anten, camera thu phát tín hiệu, phòng server. Đến đầu và trung tuần tháng 12 năm 2020, các đơn vị sẽ tiến hành test lần đầu tiên hướng thành phố Hồ Chí Minh Đà Lạt và test thu phí không dừng ở 4 làn đạt yêu cầu, đồng thời hoàn thiện, hoàn trả mặt bằng, đi dây, dán nhãn. Ngày 26 tháng 12 này, bắt đầu chạy test KPI và kiểm tra đạt yêu cầu sẽ đưa vào hoạt động theo kế hoạch. Qua kiểm tra vận hành chạy thử nghiệm, hoạt động của hệ thống thiết bị đã ổn định, đủ điều kiện để vận hành chính thức vào 31 tháng 12 năm 2020. Hiện nay, công tác tuyên truyền đến các doanh nghiệp hộ kinh doanh vận tải đẩy nhanh việc thực hiện dán thẻ sử dụng dịch vụ thu phí tự động tại trạm thu phí liên đầm đang được thực hiện khẩn trương. Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT và BT Quốc lộ 20 phối hợp với Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, phục vụ hoạt động thu phí không dừng từ ngày 1 tháng 1, 2021. Vào khoảng 13 giờ 30 trưa hôm nay tại khu vực chợ cũ Di Linh, huyện Di Linh đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm thiêu rụi hoàn toàn 4 căn nhà và 2 căn còn lại bị cháy xém. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Di Linh điều tra làm rõ. Vào thời gian trên, người dân phát hiện ngọn lửa bùng cháy và nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà của ông Trần Ngọc Hòa, địa chỉ tổ dân phố 7 thị trấn Di Linh, cho hộ ông Vương Văn Võ thuê để kinh doanh đậu phụ. Ngay sau khi phát hiện, người dân đã sử dụng các phương tiện tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, do khu vực này nhiều nhà gỗ cùng các vật dụng dễ cháy, nên ngọn lửa bùng phát nhanh và cháy lan ra diện rộng. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ huyện Di Linh đã có mặt kịp thời ứng cứu. Lực lượng công an huyện Di Linh đã phong tỏa khu vực xảy ra cháy, đoạn qua quốc lộ 20 và phân luồng giao thông. Đến 14 giờ 40 cùng ngày, lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 2 tỉnh Lâm Đồng, thành phố Bảo Lộc đã có mặt sử dụng xe chuyên dụng dập lửa. Đến 15 giờ 30, ngọn lửa cơ bản đã được dập tắt. Theo ghi nhận tại hiện trường, ngọn lửa đã thiêu rụi 4 căn nhà, gồm hộ bà Vũ Thị Mừng, hộ ông Trần Ngọc Hòa, cho Vương Văn Võ thuê, hộ ông Phòng Học Ninh, hộ bà Huỳnh Thị Cẩm Vân và hai nhà bị ảnh hưởng là nhà của bà Nguyễn Thị Nang và nhà ông Trần Ngọc Hòa. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước: an toàn thực phẩm dịp lễ Tết, nỗi lo của người tiêu dùng, du lịch Khánh Hòa kích cầu tại chỗ mùa Giáng sinh và năm mới. Những tháng cuối năm cứ đến gần Tết Nguyên Đán, người dân không chỉ lo lắng về giá cả các mặt hàng thiết yếu leo thang mà còn nỗi lo về an toàn thực phẩm. Câu chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết dường như là vấn đề không mới, nhưng nỗi lo của người tiêu dùng lại chưa bao giờ cũ. Những ngày này khi đi chợ để mua thực phẩm cho bữa cơm gia đình, ông Nguyễn Quốc Cường không khỏi lo lắng bởi an toàn thực phẩm luôn là vấn đề nóng mỗi dịp lễ Tết. Làm sao để lựa chọn thực phẩm tươi ngon mà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng luôn là trăn trở của nhiều người. Vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề lớn mà mọi người rất quan tâm. Thì chúng tôi đề nghị tức là tăng cường kiểm tra hơn để đảm bảo cho sức khỏe cho dân trong ngày Tết. Đi mua sắm mà không có được cái thực phẩm an toàn thì cái thứ nhất là bệnh tật, nó sẽ cảm thấy làm cho con người nó sẽ không có sức khỏe tốt, không giữ được cái vệ sinh. Cái thứ hai là về môi trường là cũng phải trong sạch. Thống kê gần đây cho thấy có tới 60% người tiêu dùng toàn cầu lo lắng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trách nhiệm đối với việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không chỉ có một ngành, địa phương nào mà là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó có cả những người nông dân và cả người bán hàng. Tôi phải tìm đến chỗ nguồn gốc từ cái chỗ nguồn gốc sau tôi mới đem lên tôi đưa lên thị trường chứ. Tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm thời điểm cuối năm thường diễn biến phức tạp, vì vậy công tác quản lý an toàn thực phẩm tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới. Bên cạnh công tác thanh tra kiểm tra theo kế hoạch, cần tăng cường việc thanh tra kiểm tra đột xuất, hậu kiểm nhằm hạn chế tối đa thực phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường, đồng thời kiên quyết xử lý vi phạm. Thực sự ra cái đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong cái Tết Nguyên Đán và lễ hội, đây là một nhiệm vụ thường niên và nhiệm vụ hết sức quan trọng của tất cả các tỉnh thành, trong đó có cả Hà Nội. Và Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm Trung ương đã có triển khai kế hoạch, và của Hà Nội thì thành phố Hà Nội đã ban hành các kế hoạch với những nội dung về công tác chỉ đạo điều hành trong cái ngày Tết.
thì tất cả các quận huyện phải xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành. Tuyến thành phố cũng vậy. Tuyến thành phố thì ngoài những đoàn kiểm tra liên ngành thì phải các đoàn thanh kiểm tra chuyên ngành cũng phải triển khai. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên chọn mua thực phẩm an toàn, đọc kỹ nhãn mác sản phẩm thực phẩm trước khi lựa chọn, không mua sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiêu, mốc hỏng, không mua tích trữ quá nhiều thực phẩm trong ngày Tết để tránh sử dụng sản phẩm không tươi, mất dinh dưỡng. Bên cạnh đó, kịp thời công khai tên, địa chỉ các cơ sở cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm để các cơ quan chức năng kịp thời xử lý. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian tiếp tục bị khựng lại bởi dịch COVID-19 tái phát lần 3, thời điểm này, sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, ngành du lịch Khánh Hòa cùng các doanh nghiệp đang chuẩn bị nhiều sản phẩm dịch vụ nhằm khôi phục thị trường trong mùa cao điểm lễ hội sắp tới. Trên cơ sở biện pháp chủ yếu vẫn là giảm giá để kích cầu, các đơn vị cũng đã tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm hấp dẫn mới lạ để thu hút du khách nhân dịp Giáng sinh và chào đón năm mới 2021. Nhằm kích cầu, thu hút đông khách du lịch đến với Khánh Hòa, từ nay đến Tết Nguyên Đán, ngành du lịch Khánh Hòa phối hợp với các ngành đơn vị liên quan dự kiến tổ chức khoảng 25 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Riêng trong những ngày này, các doanh nghiệp du lịch, nhất là khối lưu trú, cũng đã có nhiều sản phẩm dịch vụ đặc biệt phục vụ du khách trong mùa lễ Giáng sinh kéo dài đến Tết Dương lịch. Trọng tâm là những sự kiện lễ hội chào đón Giáng sinh với nhân vật chính là ông già Noel và các em nhỏ, cùng với đó là các hoạt động ẩm thực. Trải qua một năm đầy biến động do dịch bệnh COVID-19, nhiều khách sạn trên địa bàn thành phố phải ngừng hoạt động nhiều tháng liền hoặc vận hành cầm chừng. Nay khởi động lại bằng các chương trình lễ hội nhằm mang đến không khí vui tươi hơn cho du khách và cộng đồng người dân địa phương. Do cái vụ dịch đâm ra bị kẹt ở Việt Nam từ hồi tháng 2, giá cả rất là hợp lý cho mình, tại vì lúc này do dịch thành ra mình được cái giá mình gọi là ưu tiên. Phần ở đây mấy các em anh chị làm ăn ở đây rất là dễ thương, nhiệt tình, đâm ra làm cho mình đâu có muốn trở về Pháp. Ngoài các hoạt động nghệ thuật thì chào đón Giáng sinh được nhiều khách sạn ở Nha Trang tổ chức như Sheraton, Novotel, Austin, Liberty, chuỗi các khu nghỉ dưỡng ở Bắc bán đảo Cam Ranh như Mia, Anma cũng có nhiều chương trình hấp dẫn mang đậm không khí mùa lễ hội. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng ngôi nhà bánh gừng to nhất khu vực từ trước đến nay tại Anma Resort, tìm hiểu quá trình các đầu bếp nghệ nhân làm nên nhà bánh bởi những mảnh ghép từ bánh gừng, thưởng thức các loại bánh Giáng sinh truyền thống cũng như nhiều món quà xinh xắn khác, hay check-in với những tiểu cảnh mùa đông, thưởng thức các món ăn đặc trưng của các nền ẩm thực tinh hoa thế giới. Tuần lễ hội Giáng sinh này thì có tiệc Giáng sinh tại nhà hàng vào buổi tối 24 tháng 12 tại nhà hàng chính và set menu tại nhà hàng Ý. Bên cạnh là cái việc mà tổ chức tiệc rượu vào ngày 23 thì buổi tối ngày 24 chúng tôi có tiệc ở Buôn Bạc Ti và có hội chợ Giáng sinh. Thì tại hội chợ Giáng sinh thì tất cả các gia đình có thể ăn uống rồi thưởng thức các ban nhạc và xiếc hoặc là múa lửa, sau đó thì có thể mua các món đồ để kỷ niệm. Với nhiều sự kiện chương trình kích cầu được tổ chức dịp Giáng sinh, chào đón năm mới và Tết Nguyên Đán, Khánh Hòa kỳ vọng sẽ tăng trưởng lượng khách nhiều hơn trong thời gian sắp tới. Những ngày này, khu vực nhà thờ chính tòa Phát Diệm, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đông đúc hơn ngày thường. Không khí nơi đây rộn ràng, bởi lẽ các chức sắc và đồng bào Công giáo trong vùng đang tất bật chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để tổ chức đêm Giáng sinh. Thị trấn Phát Diệm nói riêng và huyện Kim Sơn nói chung là nơi tập trung đông đồng bào theo đạo Thiên Chúa nhất tỉnh Ninh Bình. Nơi đây có nhà thờ đá Phát Diệm được xây dựng bằng đá, được đánh giá là một trong những nhà thờ đẹp nhất Việt Nam. Năm nay, nhà thờ được trang trí thêm nhiều mô hình xe tuần lộc, ông già Noel, người tuyết kích thước lớn, thu hút rất đông người dân tới tham quan chụp ảnh. Tôi tới nơi đây, tôi tham quan và tôi thấy cái không khí đón mùa Giáng sinh là thật là vui. Chủ đề của Giáng sinh năm nay được giáo xứ Phát Diệm lựa chọn là đồng hành với các bạn trẻ trong gia đình. Do đó, các mảng trang trí trong khuôn viên chính tòa Phát Diệm cũng hướng đến nội dung này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng gia đình trong giới trẻ. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 cơ bản đã được khống chế tại Việt Nam, nhưng nguy cơ xuất hiện trở lại rất cao, mầm bệnh có thể tồn tại trong cộng đồng. Do đó, công tác phòng chống dịch bệnh cũng được giáo xứ chuẩn bị chu đáo.
nhà nước đã khống chế dịch bệnh rất là tốt rồi, nhưng mà không phải như thế mà chủ quan. Ở đây thì chúng tôi cũng tránh cái tình trạng tập trung quá đông người, cho nên rằng là cũng trang trí làm sao để cho nó phân bố người, nó không tập trung vào một chỗ, cho nên rằng là có thể tham quan nó tản mát ra. Với sự chuẩn bị chu đáo trong những ngày qua, chắc chắn đêm mừng Chúa Giáng sinh tại thị trấn Phát Diệm sẽ là ngày lễ lớn trọn vẹn. Thông tin cuối của bản tin thời sự tối nay, nâng cao kiến thức pháp luật an toàn giao thông học đường, một trong những giải pháp hạn chế tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh sinh viên. Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói chung, tình trạng vi phạm quy định về an toàn giao thông của học sinh sinh viên, nhất là cấp trung học phổ thông và trung học cơ sở rất phổ biến. Tình trạng học sinh chưa đủ tuổi, sinh viên không giấy phép lái xe, đi xe máy đến trường, không đội mũ bảo hiểm, chở ba, đi hàng ngang là chuyện thường gặp hàng ngày ở nhiều tuyến đường. Với thực trạng trên, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong học sinh sinh viên là một trong những giải pháp hạn chế tai nạn giao thông trong lứa tuổi này. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong vụ tai nạn giao thông mới đây trên địa bàn thành phố Đà Lạt, hai nam sinh của một trường phổ thông đã không làm chủ được tốc độ tự gây tai nạn, dẫn đến một nam học sinh tử vong. Hay như những hình ảnh học sinh đi xe máy đến trường và tham gia giao thông trước và sau giờ học, đã và đang là những nguy cơ mất an toàn giao thông bất cứ lúc nào. Trong cái thời gian qua thì về cái vấn đề mà học sinh điều khiển xe phân khối lớn đi học là cũng thường xuyên xảy ra. Và chúng tôi, đội giao thông huyện Di Linh thì cực là thật sự là rất là cương quyết trong vấn đề xử lý với những đối tượng học sinh này. Qua những cái vấn đề xử lý nặng, phạt cả chủ phương tiện lẫn người điều khiển phương tiện thì cũng góp phần kìm hãm được vấn đề là xảy ra là học sinh điều khiển xe phân khối lớn đến trường. Theo các ngành chức năng liên quan, ngoài các chế tài xử lý xử phạt các vi phạm đối với học sinh sinh viên, mấu chốt quan trọng để hạn chế tai nạn giao thông ở lứa tuổi này đó là tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau, đồng thời tổ chức ký cam kết cho học sinh chấp hành nghiêm quy định pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông gắn với cam kết không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Hàng năm thì nhà trường luôn luôn có sự liên kết với đơn vị công an ở thành phố để tới tuyên truyền cho các bạn. Và đặc biệt như là chúng ta biết là hiện nay là nghị định 100 năm 2019 của chính phủ đã có hiệu lực và tăng nặng mức xử phạt đối với những cái hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ. Thì do đó là nhà trường rất quan tâm đến vấn đề này và liên tục tuyên truyền cho các bạn trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa rồi sinh hoạt tập thể. Là đơn vị chủ công trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thời gian qua, Sở Tư pháp cùng Ban An toàn Giao thông, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các trường học đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn giao thông trường học. Các nội dung tuyên truyền liên quan thực tiễn cuộc sống hàng ngày được quy định trong Luật Giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật liên quan, tuyên truyền các nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ tai nạn giao thông. Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các em học sinh, sinh viên. Chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện các cái phổ biến các cái chuyên đề mới mà luật an toàn giao thông đường bộ trong những thời gian cuối năm nay và những năm tiếp theo và sẽ thực hiện liên tục. Vận động đoàn viên thanh niên thực hiện nghiêm chỉnh các cái luật giao thông đường bộ, đặc biệt là việc uống rượu bia không tham gia giao thông. Và trong năm 2020 thì đoàn trường sẽ tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền này cho không những trong đoàn viên thanh niên mà cho toàn xã hội. Khó có thể chấm dứt tai nạn giao thông, nhưng hoàn toàn có thể hạn chế hiểm họa này thông qua tuyên truyền giáo dục. Việc tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông là vô cùng cần thiết và hữu ích, giúp học sinh sinh viên các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh nâng cao kiến thức về luật giao thông đường bộ, phán đoán và lường trước được tình huống giao thông để ứng biến xử lý kịp thời. Song song đó, các ngành chức năng, đoàn thể và nhà trường cần tuyên truyền đậm nét những tình huống dẫn tới tai nạn giao thông, những nguy cơ và hiểm họa của tai nạn giao thông đối với sức khỏe của bản thân mình và xã hội. Có như thế mới phòng ngừa kiềm chế tai nạn giao thông xảy ra với các đối tượng, trong đó có học sinh sinh viên khi tham gia giao thông. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.